cho mình hỏi là bao lâu rồi các bạn chưa thấy cái hộp thần bí này? Ơ kìa. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Baby. Và mình vừa phát hiện ra cái bộ đồ rất là hiếm nhất trong game mọi người ơi. Rồi, các bạn nào đã có cái bộ đồ này chưa? U là trời, đâu lần đầu tiên mình thấy luôn nha mọi người. Vậy nói chung là bạn nào chơi lâu rồi thì mới có cái bộ đồ này nha. Và bộ đồ này trong cái phần thư là què béo chì nha các bạn. Đấy, nói chung là chơi rất là lâu rồi mới có cái này. Đấy, cái áo tròn công đức Play Together. Rồi, và cái nơi thu thập là không thể mua được bây giờ. U là trời rồi. Hình như cái này là siêu VIP luôn nha các bạn. Và cái mũ này cũng thế. Đấy, không thể mua luôn. U là trời rồi, nói chung là cái này là giới hạn nha. Đó, bạn nào may mắn chơi game đầu tiên thì mới sở hữu được thôi. Và mình ước gì thì game bán lại cái bộ đồ này. Đó, thì đó mình sẽ là tổ chức cái mini game tặng quà cho các bạn cái bộ đồ này luôn. Đấy, các bạn chịu chưa? Rồi, ok, và ngày hôm nay có cái sự kiện rất là hot luôn. Đó chính là nhận cái phần quà là 200 kim cương. Đó, và cái 200 kim cương này trong cái sự kiện là Vanillaland lúc trước nha mọi người. Và cái phần thưởng này là chỉ giới hạn thôi nha các bạn. Không phải là ai tham gia cũng đều nhận được đâu. Đó, ví dụ như mình cũng tham gia này. Nhưng mà mình rất tiếc là mình không nhận được cái phần code này các bạn ơi. Tại nó chỉ là giới hạn là, đấy, hạng 1 là 200 người thôi. Đó, sẽ được là 200 đá quý. Hạng 2 là 400 người là 100 đá quý. Và hạng 3 là 3600 người cho nên là 50 viên đá quý nha các bạn. Mà cái sự kiện này là tới là 150.000 người tham gia lận. Đó nên là cái tỷ lệ rất là thấp luôn. Đấy, và bạn nào may mắn thì mới nhận được thôi. Còn rất tiếc thì mình rất là xui mọi người. Đấy, mình sẽ vào game mình chết cho các bạn xem nè. Các bạn vô cái Vanillaland này đó, và các bạn sẽ là vào cái phần hộp thư đó, và các bạn về chỗ Cobalt đó, các bạn chip cái code đi không nè. Đó, bạn nào may mắn thì nó sẽ gửi code tới cho các bạn, và các bạn chỉ việc là nhập code như bình thường thôi. Đấy, còn bạn nào mà xui xui giống mình thì không có nhận được code đâu mọi người ơi. Đấy, là các bạn nào mà đã tham gia rồi thì các bạn hãy vào cái app này Vanillaland này và chip cái thư là có code đi không nha. Ok. Ái chà chà các bạn ơi, một chiếc hộp thần bí đây mọi người ơi. Rồi, các bạn nào đã full cái hộp sự kiện bọ hung vàng chưa? Nếu là các bạn chưa full thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ra cái hộp thần bí này nha. Rồi, rất là đơn giản luôn. Ok, đã như cái video hôm qua mình hướng dẫn, đó chính là các bạn sẽ là tìm theo các vị trí mà mình để đánh dấu trên cái bản đồ nha mọi người. Và hiện tại thì mình chưa có full cái bộ bọ hung này đâu. Ok rồi, đây là chiếc sừng đầu tiên của mình mọi người ơi. Đấy, sừng bọ hung vàng nha. Đó, khác với cái bọ kịp kìm nha các bạn. Đấy, có nhiều bạn làm tưởng là một bộ nha, nhưng thật ra là hai bộ đó. Và các bạn nào mà săn hộp mà nó không ra, các bạn hãy chuyển qua bên server châu Âu nha. U là trời, cái gì đây? Ủa, rồi cái hộp của tôi đâu? U là trời, rồi hộp tôi đâu trời ơi. Rồi mày lì quá hộp ơi, hộp đâu rồi, ra đây coi. U là trời, đã bắt được mà mất chiếc hộp luôn mọi người ơi. Lát rồi các bạn. U là trời rồi, mất chiếc hộp luôn. À đẹp rồi, tưởng là mất hộp luôn chứ các bạn. Nãy một chiếc hộp tiền sao thần bí nha. U là trời rồi, ok. Nãy 250 tiền sao nha các bạn. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách săn hộp nha. Rồi, đầu tiên là cái thời gian địa điểm. Đó, các bạn chỉ việc tập trung bên khu vực camping này thôi nha mọi người. Và mình thường để ý chính là cái hộp này sẽ là xuất hiện hay vào ban đêm nha các bạn. Đó, nên là ban đêm các bạn là hãy tranh thủ mà đi tìm chiếc hộp này. U là trời rồi, mình đã săn thêm một chiếc hộp thần bí nữa các bạn ơi. Rồi, hy vọng là này ra chiếc áo nha. Đó, mình có giày rồi, mình có nón rồi. Đó, bây giờ thì mình chỉ cần là chiếc áo thôi các bạn. U là trời, làm thêm chiếc nón nữa. Và các bạn có tin không, hiện tại thì mình đang ở trong cái map đấy, xuất hiện là 3 hộp liên tiếp nha các bạn. Đó, mình nói chung là mình không có đi đâu cả, mình ở trong cái vực camping này thôi. Đó, nhưng mà mình săn lần 3 hộp nha. Đây là chiếc hộp thứ 3 của mình. U trời rồi, cộng thêm là chiếc hộp nãy lúc đầu biến mất nữa. Đó, là tổng cộng là 4 hộp nha mọi người. U là trời, quá là nhiều luôn nha. Đấy, các bạn mà săn mà Việt Nam không ra, các bạn quay bên server châu Âu nha. U là trời rồi, mà mình thấy cái chiếc hộp này khó bắt ghê các bạn ơi. Nó cứ lượn lượn thế nào ấy. Với lại là do một phần tâm lý nữa các bạn. Mình sợ là mình vật hộp thì chiếc hộp nó sẽ biến mất. Đó, nên là mình là phải là cẩn thận nha. Đi từ từ thôi, đẩy kiểu chiếc hộp là nó động đậy nó đi luôn mọi người ơi. Rất toan luôn các bạn. Ok, nên mình là phải hết sức cẩn thận để bắt chiếc hộp này. Đấy, nói chung là đi khỏe cười duyên nha các bạn. Săn hộp giống như là đi tán người yêu đó mọi người ơi. Ồ, các bạn phải nhẹ nhàng, đấy, từ tốn nha. Không có hấp tấp nha, đó không là sẽ là bỏ chạy đó các bạn. Ok. Và cuối cùng thì mình cũng săn được một chiếc hộp thần bí rồi các bạn ơi. Sau bao lần gian khó, u là chờ lại thêm một cái sừng nữa các bạn. Vậy như vậy là mình có tổng cộng là tất cả là 3 cái sừng luôn nha mọi người. U là trời rồi, sừng cho nhiều thế này. Đó, cho cái bộ đồ không cho mà cho sừng không các bạn ơi. Rồi mình bị cắm sừng nữa nha mọi người.
Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn chỉ cần việc là câu cá về đi săn bọ thì các bạn sẽ là tự động đi tắm nha mọi người. Đấy, nó sẽ kích hoạt cái thời gian nha. Các bạn nào mà chưa biết, các bạn có thể là xem các video trước của mình. Mình có hướng dẫn các bạn cách để đi tắm rồi. Đó, các bạn không chịu xem, các bạn cứ hỏi hoài mình nè. Tại là cái nhiệm vụ đi tắm này nó không có thời gian cụ thể nha các bạn. Nó thích lúc ra lúc này thì nó ra nha. Đó, có nhiều lúc là nó ra 2 lần liên tiếp luôn. Như hôm qua thì mình vào đây mình câu cá nè các bạn. Đó, tự nhiên nó xuất hiện 2 lần đi tắm luôn nha mọi người. Ô là trời rồi đó, các bạn nó mà không tìm thấy hợp các bạn phải là câu cá nha các bạn. Đó, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo nữa. Đó chính là các bạn sẽ là đi câu cá. Đó, các bạn câu tầm là 5 phút, 10 phút gì đó. Đó, xong rồi các bạn sẽ là đi tìm hợp tiếp nha. U là trời, và hôm qua mình có rất là hơn luôn. Mình săn cá nhưng mà mình được cái con kỳ nhông khổng lồ nha các bạn. Đó, rất là hơn luôn nha mọi người. Nhưng mà mình chưa có con vương miện các bạn ơi. Và mình vừa phát hiện ra một cái cách, đó chính là các bạn sẽ là hóa trang thành cái hộp. Đó, cái hộp siêu to khổng lồ nha mọi người. Trang phục của Play Together nha các bạn. Đó, và mình đã tốn là 2.700 tiền sao để mình mua cái thùng bự này. Và mục đích của mình đó chính là sẽ là dùng cái thùng này để cải trang đó và hấp dẫn những cái hộp thần bí nha các bạn. Đấy, các bạn có thấy cách của mình xịn chưa? Rồi, và mình bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn cái cách của mình là hiệu quả nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi săn cái hộp thần bí bằng cái trang phục hộp giấy này. Ái chà chà các bạn ơi, các bạn thấy cái gì chưa đấy? Chiếc hộp lớn đang săn chiếc hộp nhỏ. U là trời. Rồi các bạn ơi, mất tiêu rồi mọi người ơi. Hình như là hết thời gian hay sao các bạn? Mình chưa lại gần nó mà nó đi mất tiêu luôn mọi người ơi. U là trời. Đen hay là hơn đây? Trời ơi là trời. Rồi toàn các bạn ơi, săn kẻ buổi không ra con chiếc hộp mà cuối cùng là mất rồi. Ok, bây giờ mình sẽ là tiếp tục đi tìm nha các bạn. Đó, cuối cùng mình cũng tìm ra chiếc hộp các bạn ơi. Hai chiếc hộp trên một cùng một mép nha mọi người. Đó, nãy một chiếc hộp mình hụt ở dưới rồi. Thì mình vừa lên cái đỉnh núi này mình phát hiện ra một chiếc hộp khác nữa. U là trời, là quá nhân phẩm luôn nha. Lần trước thì hụt là do lỗi của game. Đó, lần này mình hụt nữa thì do lỗi của mình nha các bạn. Rồi nên mình không để hụt được đâu. U là trời, rồi cố lên nào. Rồi, hy vọng là chiếc hộp này ra cái éo nha các bạn. Đấy, Balasibur. Rồi, đó. Và các bạn nào mà tìm hộp không ra, các bạn hãy bên qua server châu Âu nha. Đó, hiện tại mình bên server châu Âu nha các bạn. Đấy, mình nhắc một lần nữa nha. Đó, các bạn là đảo map liên tục cho mình và chủ yếu là săn ban đêm. Đấy, đây là những kinh nghiệm của mình truyền cho các bạn nha. Đó, bí kíp của top 1 baby. Rồi, u là trời rồi, chiếc hộp này sẽ có cái gì đây? Hy vọng chiếc áo đi nha. Wow, chiếc áo các bạn ơi. Một cái áo giáp bọ hung vàng mọi người. New luôn nha các bạn ơi. Đó, một chiếc áo duy nhất thôi nha mọi người. Đó, rồi, xịn ghê chưa các bạn ơi. Đấy, cầu gì được nấy nha. Rồi, và cảm ơn chiếc hộp giấy này đó để cho mình cái áo nha các bạn ơi. Đó, và mình đã chính thức là full cái bộ bọ hung vàng này, gồm ba cái nón, đó, ba cái sừng, một cái áo, đó, và một đôi giày nha các bạn. Tổng cộng là mình đã săn là hết là 4 hộp, 5 hộp nha mọi người. Và bây giờ mình đã chính thức là full 2 bộ, một bộ là bọ kịp kìm vàng và một bộ là bọ hung vàng. Rồi bây giờ mình xem là chứng minh thử coi là hai cái bộ nó khác nhau cái gì nha mọi người. Đầu tiên cái nón rồi chắc chắn là ai cũng biết rồi, khác nhau rồi. Đấy, một cái là có một sừng, một cái là có hai sừng. U là trời rồi. Cái này thì ai phân biệt cũng được nha. Rồi tiếp theo là cái áo nha các bạn. Đó, lúc trước mình có săn là 4 cái nón bọ kịp kìm vàng luôn. U là trời, quá là nhiều nha các bạn. Ok, tiếp theo là cái mình nha các bạn. Đó, để xem cái mình có giống nhau hay không nha, để mình tìm nha mọi người ơi. Đồ hơi nhiều tí xíu. U là trời, rồi quá nhiều đồ nha các bạn. Đây đây là các bạn ơi, đây bọ hung vàng và bọ kịp kìm vàng. Đó, các bạn để ý cái màu không, nghe cái bụng á. Đó, bọ kịp kìm vàng á thì cái bụng nó hơi sẫm tí xíu. Còn bọ hung vàng á thì cái bụng nó hơi trắng trắng tí xíu. Đấy. Các bạn thấy chưa? Khác nhau nha mọi người chứ không phải là giống đâu nha. Và tiếp theo cái đôi giày của bọ kịp kìm vàng nó sẽ to hơn cái bộ bọ hung vàng nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Để ý đôi giày không? Đấy, cái sừng nó to hơn, dài hơn nha mọi người. U là trời đó, ai nói giống nhau đâu, tôi thấy khác nhau nha. U là trời. Ok, và cái thời gian của chúng ta chính là ngày 7 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12. Đó, tức là có 4 ngày nha các bạn. Đấy, nói chung là quá ít thời gian luôn. Mà cái đợt này thì cái tỷ lệ lên hộp thì rất là ít. Đó, nên các bạn lại áp dụng cái cách của mình để đi tìm hộp nha mọi người. Ok. Và cái video của mình ở đây đã kết thúc rồi các bạn. Và xin chào lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.